Chào mừng tất cả các bạn đã đến với hệ thống xe điện Minh Nhật. Hôm nay xe điện Minh Nhật sẽ quay toàn cảnh hệ thống cửa hàng số 2, địa chỉ số 68 xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, nơi mà khách hàng thường xuyên ghé qua mua sắm những dòng sản phẩm xe đạp điện, xe máy điện và dòng xe cúp nhập khẩu do hệ thống xe máy điện Minh Nhật bán lẻ. Đến với hệ thống xe điện Minh Nhật thì các bạn sẽ nhận được những cái chính sách ưu đãi, sản phẩm tốt, dịch vụ tốt, mọi thứ đều hoàn hảo. Với tiêu chí mang chất lượng tới người tiêu dùng, Minh Nhật luôn bán ra các dòng sản phẩm xe điện chính hãng, giá cả tốt nhất thị trường. Đến với Minh Nhật bạn sẽ mua được những dòng sản phẩm chính hãng của các thương hiệu xe điện nổi tiếng như Aima, Decabyte, JVC và các dòng xe máy xăng cúp Indo nhập khẩu và Japan. Hệ thống xe điện Minh Nhật là chuỗi cửa hàng được khách hàng tại Ninh Bình lựa chọn mua sắm. Bởi ở đây chúng tôi có những dòng sản phẩm độc quyền và dịch vụ tốt, giá cả cạnh tranh. Các bạn ở Ninh Bình có thể đến cửa hàng xe điện Minh Nhật số 68 đường 12C xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và cơ sở chính ở số 42 đường Lê Thái Tổ, phố Bình Khang, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình để lựa chọn các dòng sản phẩm phù hợp với lại tính cách cũng như cái niềm đam mê của các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh xe điện Minh Nhật. Hiện tại thì bên mình có hỗ trợ trả góp cho các bạn muốn mua xe trả góp và ship bán hàng online cho tất cả các bạn ở mọi miền tổ quốc. Đến với Minh Nhật thì các bạn yên tâm về sản phẩm. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0916 999 522. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.